Đây là bốn đối tượng: Hờ Asia, tên giả là Quân, 23 tuổi, Vư A Phó, tên giả là Say, 22 tuổi, cùng chú tại bản Nậm Phắt, xã Tàm Mung, huyện Than Uyên; Tráng A Trả, tên giả là Tu, 22 tuổi, và Giàng Xeo Seng, tên giả là Thái, 25 tuổi, trú tại thôn Tòng Già, thị trấn Phong Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lai Châu, vừa bị công an huyện Tân Uyên lần lượt bắt trong thời gian 2 ngày, từ ngày 8 đến ngày 9 tháng 12, giải cứu thành công một người, đồng thời thu giữ 3 xe máy chúng đã mua bằng số tiền buôn người. Cả bốn đối tượng này đều xuất thân từ gia đình nghèo. Chính vì vậy, chúng đã móc nối với nhau tìm đến những cô gái mới lớn, nhẹ dạ cả tin, chưa có kinh nghiệm sống và lừa bán sang Trung Quốc lấy tiền tiêu xài. Về thủ đoạn lừa của các đối tượng này là sẽ tìm số điện thoại, nhắn tin làm quen và lừa đi chơi chợ. Như vậy là chúng sẽ lợi dụng cái việc mà những người phụ nữ, các cháu thiếu niên này nhẹ dạ là sẽ lừa để đưa đi sang Lào Cai, sang Sapa, Lào Cai rồi xong là ép để đưa sang bán Trung Quốc lấy tiền tiêu xài. Chỉ trong 2 tháng vừa qua đã có hàng chục nạn nhân bị chúng lừa và 6 người trong số đó chủ yếu là trẻ em đã bị chúng bán đi. Trung bình mỗi người chúng bán được khoảng từ 1,1 đến 1,5 vạn nhân dân tệ. Trong thời gian 1 tháng vừa qua, tôi đã lừa được 2 vụ đi sang Trung Quốc. Vụ thứ nhất là 3 người, vụ thứ hai là 2 người. Tổng cộng số người là 5 người. Và tôi đã được chia bạc 32 triệu và mua được một con xe Yamaha. Còn những số còn lại là mang đi ăn và đi mua một bộ quần áo xong là đi ăn chơi hết. Còn đây là Sùng Thị Mỉ, người vừa thoát khỏi tay của bọn buôn bán người trong gang tấc. Nếu không được lực lượng công an kịp thời phát hiện thì cô sẽ nằm trong danh sách nạn nhân thứ 7 của đường dây mua bán người này. Cách đây một tuần, chúng vừa bán 2 người để lấy 2,6 vạn nhân dân tệ, tức là 80 triệu đồng. Chúng lừa chị đi chợ bên Sapa với ý định khống chế để bán sang Trung Quốc. Tuy nhiên khi vừa đến huyện Tam Đường thì được công an huyện Tân Uyên kịp thời giải cứu. Tháng 11 là có một cái số máy lạ gọi điện cho em, giới thiệu với em tên là Quân. Thế là nó bảo là nó tán tình em và nó rủ em đi chợ. Thế là em đi chợ, em tin tưởng Quân là em đi chợ với Quân. Quân hứa với em rồi ăn Tết xong rồi Quân sẽ cưới em làm vợ. Thế là em tin tưởng với Quân là em đi chợ cùng Quân là đi được một cây số là bị công an bắt giữ. Thế lúc đó em mới biết là Quân là người xấu. Cơ quan điều tra chúng tôi muốn thông báo rộng rãi đến quần chúng nhân dân, đặc biệt là đối với đồng bào dân tộc Mông, là những cái đối tượng mua bán người này hay lợi dụng, hay nhắm đến để thực hiện hành vi lừa, cần nêu cao tinh thần cảnh giác, không nên tin vào các đối tượng xa lạ, không có lai lịch rõ ràng đến để làm quen. Mặc dù lực lượng chức năng đã thường xuyên tuyên truyền về các phương thức thủ đoạn của tội phạm buôn người, tuy nhiên câu chuyện này vẫn tiếp tục tái diễn. Hàng ngày, những người như chị Mỉ vẫn luôn bị rình rập bởi những tên buôn người. Qua sự việc trên, thiết nghĩ, ngoài sự vào cuộc của lực lượng chức năng, mỗi người cũng cần nêu cao tinh thần cảnh giác và trang bị cho mình kiến thức cần thiết để tự bảo vệ bản thân.